Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa, năm học mới 2023-2024 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn thành phố đang gấp rút hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên nhằm đảm bảo các điều kiện để đón học sinh tựu trường. Để chuẩn bị đón học sinh tựu trường, những ngày qua giáo viên trường tiểu học Phạm Hồng Thái, quận Ngũ Hành Sơn đã dọn dẹp vệ sinh bàn ghế, phòng học. Các cô giáo còn trang trí trường lớp với nhiều nét vẽ sinh động và lời chào ấn tượng. Nhà trường cũng phân công kế hoạch tập trung các khối vào những ngày khác nhau, đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp 1. Năm học 2023-2024, chúng tôi chỉnh trang một số cái hạng mục, ví dụ như xây dựng vườn trường, vẽ tranh trang trí lớp học, trường học, xây dựng các cái góc trí tuệ, góc đọc, tạo niềm vui, sự hưng phấn cũng như tâm thế cho các em bước vào năm học mới. Là một trong những quận có dân số cơ học tăng nhanh nhất của thành phố, năm nay nhiều trường học của quận Liên Chiểu đã được xây dựng thêm phòng học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày của quận năm nay đạt 80,7%, trong đó riêng các khối lớp 1, 2, 3, 4 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi một ngày. Hiện nay thì đang tiến hành tổng dọn vệ sinh, rà soát lại các cái bàn ghế để đảm bảo cho cái số lượng học sinh. Các cái điều kiện về cơ sở vật chất, con người thì đến nay thì nhà trường chuẩn bị các cái điều kiện gần như là đảm bảo và đang một cái tâm thế mới là sẵn sàng cho cái năm học 2023-2024. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, trong hè 2023, giáo viên toàn thành phố đã được tham gia các lớp học bồi dưỡng chính trị, pháp luật chuyên môn. Đặc biệt, việc tập huấn giáo viên do chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp mới triển khai năm học này 4, 8, 11 được chú trọng. Sự quan tâm của Sở Giáo dục là tập huấn về công tác chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 cho tất cả các giáo viên trong nhà trường. Cũng trong đối với nhà trường thì cũng tổ chức thêm cho đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là một cái hội nghị về công tác chủ nhiệm lớp để các thầy cô nắm vững hơn. Đối với một số thầy cô giáo mới thì trao dồi lại kể cả về tập huấn ma trận đề để cho chuẩn bị sẵn sàng đón năm học mới. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho năm học mới tại thành phố Đà Nẵng đã cơ bản sẵn sàng. Theo kế hoạch, các trường học tựu trường sớm nhất từ ngày 29 tháng 8. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 24 tháng 8, khai giảng năm học mới được thống nhất toàn thành phố theo lịch toàn quốc tổ chức vào ngày 5 tháng 9.